quê nhà, cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa. Nhìn về quê xưa, biết bao tình thương chan chứa. Đến nơi chốn xưa bao tình, thần kinh bên nước non hương bình. Kìa ai duyên dáng đang nghiêng mình đón người xa về. Dòng sông Hương vẫn mơ, thời gian trôi chưa xóa màu xanh mơ hồ. Bờm ai theo gió đưa, thuyền đi xa nhưng vẫn còn vắng câu hò. Về nơi đây ấm êm, nhìn muôn tà áo tím trên cầu Trường Tiên. Kia lan tóc mây u huyền, vườn đôi mắt bao diệu hiền. Làn môi thắm đang cười tươi khoe bao nét duyên. Ôi bao năm xa cách quê hương, tình hoài hương tha thiết vân vương. Trở về đây vui với quê xưa bao niềm thương. Nghe đâu đây ai hát đôi câu, nhịp chèo đưa khuôn nước sông sâu. Dàn hoa xưa nay đã lên màu, nhớ khi nào còn xanh mái đầu. Về đây bao thiết tha, nhìn làm sao sâu thơm xưa xanh la đà. Đường về thôn vĩ dạ, lòng lâng lâng sao xuyên tình quê tràn hòa. Giờ đây sau chiến tranh, miền thần kinh non nước hương bình chân tình. Về xa lánh nơi đô thành, và xây đắp bao duyên lành. Cùng chung sống bên dòng sông Hương bao mến thương. Xa quê nhà, cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa. Nhìn về quê xưa, biết bao tình thương chan chứa. Đến nơi chốn xưa bao tình, thần kinh bên nước non hương bình. Thì ai duyên dáng đang nghiêng mình đón người xa về. Dòng sông Hương vẫn mơ, thời gian trôi chưa xóa màu xanh mơ hồ. Bướm ai theo gió thuyền đi xa nhưng vẫn còn vắng câu hò. Về nơi đây ấm êm, nhìn muôn tà áo tím trên cầu Trường Tiên. Kia lan tóc mây u huyền, vườn đôi mắt bao diệu hiền. Làn môi thắm đang cười tươi khoe bao nét duyên. Ôi bao năm xa cách quê hương, tình hoài hương tha thiết vân vương. Trở về đây vui với quê xưa bao niềm thương. Chèo đưa khu nước sông sâu, dàn hoa xưa nay đã lên màu. Nhớ khi nào còn xanh mái đầu. Về đây bao thiết tha, nhìn làm sao sau khóm dừa xanh la đà. Đường về thôn vĩ dạ, lòng lâng lâng sao xuyên tình quê tràn hòa. Giờ đây sâu chiến tranh, miền thần kinh non nước hương bình chân tình. Về xa lánh nơi đô thành, và xây đắp bao duyên lành. Cùng chung sống bên dòng sông Hương bao mến thương.
thay có cái này hàng ngày bên đây đó. Yeah. Đây là cái hàng ngày nhỏ, không có cái tạc nhỏ giống như gia đình á. Dạ. Nên giờ thì tỉnh xuống để bên đây. Dạ. Bây giờ thay đổi gì? Nên tỉnh mãi hàng ngày nên nó mẹ nhà có là về thăm nhà Phái, yeah. Thăm quê hương, có cúng cho Phái là $500. Thì quá thử nói có làm thì sau đây làm việc chi đó thì... Thôi thì cái này quyền Phái. Năm trăm.
là cũng ráng ở lại được. Thì hôm 2 coi như là hiệp kỳ của phải đây thì ông có gợi ý xin phải để đóng góp để 500 đô để chứ phải tổ chức chứ bây giờ sửa sáng mình đến đây được rồi chứ còn hôm nay để chứ con cháu nó đến đây này nó lại có cái quỹ ở cái đó để phải làm cho nó rút ra được. Cho bây giờ ra được cái sửa sáng ở đây được rồi chứ còn đi ông ăn thì cũng muốn ở lại nhưng mà giảm được thôi để ông muốn về cho việc phải đó là hôm 20 đó. Thì anh thấy em xin phép mà nó ăn để trả đồ ăn nữa cũng như là con cháu thì trước hết là xin chân thành cảm tạ cảm ơn quan tâm của là quý anh quý ông việc là cũng nhường để là cả cái lễ kỳ chạp trong năm mới đồng thời là cần tú sửa cái gì đó rồi đúng rồi chúng làm cái này phải để mà mở và chúng ta kỳ chạp và thế chính cái là của ví dụ anh ở đây anh sạc anh thấy cần làm cái gì thì anh làm thôi không khả năng là tục tới đây là mình có cái chạp đó là cái chạp thì chỉ đi đi tắt đèn rồi đó thôi có lẽ thì ai là ngay là con vợ không biết được vui vẻ thôi đó con vợ ông anh vợ quê hương dạ con cháu sung túc dạ đoan để
Dạ. Mời. Rồi, anh ngồi đây. Dạ. Ngồi đi. Để là cái gì ạ? Để bỏ. Vừa rồi tôi làm cửa làm ngò cả rồi chứ anh Chiến ạ. Bảo rồi vừa rồi yên tâm hết. Thay cửa. Cửa ngò ra hết. Mời. 102 tuổi phải. 102 tuổi quá rồi. Chứ rồi cũng tìm ra. Vâng, minh mừng. Tôi chào. Quá tuyệt vời. Đi lại đâu thôi. Ai mới đây đấy. Đầu tư xây dựng cái con ngõ tên to. Vừa rồi là nói chung làng tổ chức rất là long trọng, nghĩa là tổ chức từ 200 người. Cung nghinh bà làm lễ ở đây, thì cung nghinh bà từ đây qua đến làng, rồi làm lễ lên làng, rồi tiếp tục cung nghinh bà ra để cầu ngõ. Và hôm nay tôi trực tiếp là quay đến chủ lễ của cái đại đoàn, rồi chủ đoàn. Tôi có một nguyện vọng là mà cứ nói chuyện ra trường học rồi anh phải nói nguyện vọng riêng là phải đúc một thì làng cũng ghi nhớ là quá như là công đức của cái người xây cái câu ngói này nó để làm xả vào đầu tư làng được thằng là mình nói là riêng là phải lắm cái nơi về trên tình tình riêng là đừng ra vui đến vui tình làm cái hồi là như là để nhớ công ơn của mấy vì anh hùng liệt sĩ á, thì tôi có làm mâm cơm cũng ngoài gặp phải cái lễ lộc tí làng mình quê hương mình á, họ có chịu trên đây á, như chúng tôi cũng gặp qua, mà ngay đi cờ họ trình là tỉnh thừa thiên mình á cũng có bài viết của công đức của bà trong á, họ trình tỉnh á là thưa về anh thế này này. Vừa rồi là thầy Thích Quang Chất. Anh Khoai trong gia đình anh Khoai là hôm nay thì anh về thăm quê hương, nhất là về thăm ghé thăm họ thì có một ít cái lễ vật đó 500 đô để gửi cho họ để hỏi này, hướng Khoai cho ông bà tổ tiên sử dụng việc chi tiết quyền của mình. Vâng. Anh kiểm tra cho mình tiền bạc là hàng phí hàng qua nhiều cái từ lúc kiểm tra kiểm tra là bao nhiêu phát biểu, không bảo về phát biểu nói chung lại là thì anh từ mới có như là làm dịch vụ ở đây thôi nhưng mà cái được cái sự quan tâm của tất cả các anh về thứ nhất là thăm họ thứ hai nữa là cũng có món quà dành riêng cho họ thì cũng là xin đại diện họ là xin chân thành cảm ơn cảm ơn tiền bạc tôi có thể là để em kiểm tra lại cho cái tiền bạc quá nhiều tay nữa rắc rối rồi hồi lần thì ông bạc là bao nhiêu công là có một lượng anh mới chi cái này là anh phải có công thắp hương anh thắp đò đấy chứ không phải thôi cái này là tuy tuy ông trường họ nói chung là tôi một cái đường nào để xử lý được cái đường đó hiện nay là theo quy ước của họ là mẹ anh biết không bây giờ chuyển qua cho Thư ký. Yeah. Thế không, thế quản lý. Yeah, rồi. Sau đó là chi người chi là coi như là còn ghi vào sổ vào sách. Yeah, yeah. Đó. Mười con gái tuổi luôn là coi như người còn đẹp phương phi. Yeah. Lời nói nó còn tuyệt vời. Tên báo. Cú chào ơi. Hiếm có lắm. Thêm rồi. Trời ơi. Oh,
riêng. Đây ngồi đi. Chú ngồi đây. Xin mời ông anh ngồi lại. Dạ dạ. Tiền rượu mình nấu cho vui. Dạ. Rộng cái bầu thiệu người rồi đấy. Tập trung nha, cũng đủ đâu. Qua hết đi. Đi bên mình một nữa không? Không, ghé này, ghé đây khác. Qua đây tôi về đầu tiên chung. Thôi xin mời quá. Được cho chúng tôi mượn cái gì ạ? Chú ngồi được, chú ngồi được. Ngồi được chú nè. Kính thưa bác trưởng họ mình, kính thưa bà con ba phái. Hôm nay chúng tôi cái dịp rất may mắn được trở về quê hương. Xin đến để trường nữa đặt lễ tổ tông, sau nữa thăm viếng bà con của mình đó. Thực ra thì cái này cũng việc cái chuyện là phần ra sao. Chúng tôi đi xa quê hương thì không lo lắng chứ được cái việc họ việc tại cả. Thì xin nhờ bà con ở nhà trước nữa thì có các bậc bề trên, sau nữa nhờ anh em chị em sẽ tiếp sau là cái lớp hậu sinh con cháu. Nó lo việc công việc bà chú đạo quá sức, và chúng tôi thấy rằng cả cái cảnh từ đâu như thế này vui vẻ quá sức. Chúng tôi xin hoan nghị tạm thắng công đức của toàn thể bà con họ phản mình. Cảm ơn. Mặc dù xa xôi nhưng mà chúng tôi có các cháu đông được nắm trai hai gái đó. Gia đình các cháu hằng đông đảo vui vẻ thì gặp gió thanh bão đó. Vậy là còn chục tí để xin đưa về cúng dường trước nữa. Thì cúng dường việc họ cải tam phái. Sau nữa thì xin cúng dường ba phái chục định chi. Để gọi là lấy chục đó để hương hoa cúng dường để đền ơn tâm tổ. Thì chúng tôi không phải cá nhân tôi, mà do con cháu tiếp tay nhau, cho nên thì chúng tôi xin phụng ba phái dân tộc của mình á, như 1000 mỹ kim, như là lấy ra cái quỹ của ba phái mình. Sau này thì chúng tôi có xin cũng một phái 500, là ba phái 1500, thì xin quý vị hoan hỷ tiếp nhận cho để tùy duyên lo việc họ, việc đứng, việc ba, việc con, việc này, việc khác để thay thế cho gia đình chúng con, chúng tôi. Thì xin trân trọng cảm ơn và xin ba phải hoan hỷ chấp nhận cho. Dạ, xin chủ. Dạ. Xin chào bà con. Dạ. Hôm nay được hội tụ ba phải theo tinh thần chủ cho biết, và chủ có dịp về quê hương. Dạ. Thăm và thăm dòng họ. Đó là cái kinh nghiệm, cái tinh thần mai cái chủ truyền lạc thì cũng đã rồng đủ rồi. Cho đó tôi cũng thưa lại là tất nhiên bá phải luôn luôn hiểu chủ, biết chủ và nhìn chủ những công đức mà bá phải là không bao giờ quên, cũng giống như bản thân gia đình chủ và chủ đã hướng về vấn đề gia tộc. Đó là một niềm vinh hạnh, tôi cũng xin thành thật. Người hát mình đi để dạ rồi đó là cứ để tự nhiên giọng cái lớn có yêu cầu đấy, tự nhiên còn hay á, mà hay còn tự nhiên nữa. Quên rồi xe mới cứng luôn, sáng mới mua tỷ nha cô, sáng nó cũng mới mua tỷ cho nga, cô thêm tiền cho con nga không có đâu. Hiểu thì ông này lớn được. Chi với anh trưởng là khỏe rồi, có 500 mét là nên anh tiếp cũng khỏe của mình, nhưng mà thấy còn sống cái đạn này lý về gia đình đó đi. Ô, dạm không? Chị bé cái đi vô mình sụp.
trời mưa hay nắng, nơi đây giờ gió lạnh từng cơn. Chiều qua thành nội có buồn, nhớ người phương nỡ mắt tuôn lệ tràn. Người em gái mái trường Đông Khánh mắt vương buồn trong những chiều mưa, để anh biết đợi biết chờ, để anh nhung nhớ bờ vờ chốn này. Dòng Hương Giang còn say trong gió, con đò chiều có còn người qua. Chợt nghe thương nhớ quê xưa, còn đâu tiếng sáo vẫn vương lòng ta. Chợ Đông Ba trừ sao xa vắng, câu trang tiền mấy nhịp thương yêu. Giờ đây ví dạ đã xa, một mình trên xứ lạ xót xa nỗi. Giờ trời mưa hay nắng, xin ôm giùm bao kỷ niệm xưa. Nhớ thương biết mấy cho vừa, còn đâu những lúc đón đưa hẹn hò. Xa Huế sương mờ liễu ru, giấc mộng lành ấp u ra đi. Ngờ đâu có lúc xa lìa, để anh ôm môi tình chi bẻ. Xa Huế sương mờ liễu ru, giấc mộng lành ấp u ra đi. Ngờ đâu có lúc xa lìa, để anh ôm môi tình si.
anh nên bước đi ngoài mưa, màu mắt Huế buồn rưng rưng khiến cho anh suốt đời không quên. Ôi mắt thơ đẹp ai oán mà phóng đã chìm trong
thăm lại miền Trung, thăm đôi đinh ngự và nước hương giang. Ngày nào đôi đứa đôi đường, lòng em thầm nhớ vô vàn, mong anh mây mùa thu sang. Anh ơi bây giờ anh ở nơi muôn, có thầm nhắc nhở về chốn cô đô, rằng đây em vẫn mong chờ người đi xây đắp cơ đồ để tô thắm đẹp tình.
trung đất bụi phù sa, người miền trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Mùa đông mây lưng lỡ trôi, trời miền trung mưa lắm bạn tình ơi. Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bên đời. Sao rua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức. Trăng khuya nhớ ai, trăng vờ giữa lòng biến khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già mà người đi biển biết phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giờ đất trời. Miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người em. Chiều miền Trung mưa tím bên sông. Anh về miền Trung hỏi thăm em gái nhỏ ngày xưa, thì hay em nay đi rồi, chiều đông nước dần đầy vơi. Tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như cắt bạn tình ơi. Dù cho anh nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Sao rùa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức. Trăng khuya nhớ ai, trăng vờ giữa lòng biến khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già mà người đi biển biết phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa. Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giờ đất trời. Miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người em. Chiều miền Trung mưa tím bên sông. Tình yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như cắt bạn tình ơi. Dù cho anh nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Dù cho anh nay xa rồi, miền Trung vẫn chờ đợi. Thank you.
Ba mẹ con lên nhà chị Yến rồi. Nhà con bây giờ mới sửa lại cái bếp. Chị Yến rồi xa không? Dạ để con gọi điện nha Yến. Chị con ở nhà đây à? Dạ, với bố mẹ. Dạ, ông ở đây vậy? Dạ, ông cũng ở đây. Đang chụp phim á, về về coi ngồi chứ nhà đang làm á. Dạ không, cái buổi trưa hàng ngày. Ai là ông đâu rồi, nhà thì đi à? Nhà gia thì đi đó. Bố đâu? Chào anh. Nhà con Yến. Nhà Yến. Vâng. Đây anh này là ai? Em lắm. Con Trời ơi, mời con mời bác rồi. Dạ. Bác thôi. Dạ. Đây vậy đó. Tội ghê, còn đi được á. Vâng. Ông kia ông ngủ. Bác khỏe ghê hè. Ôi mẹ ơi, mẹ khỏe đấy. Ôi là nhiều rồi. Qua đấy. Ôi trời ơi. Thuận Thuận Chí Phước đó, Thuận Phước ở Phước. Chắc là đi lại đưa ra chúng ta đi qua cận. Chúng em đi lại đưa ra đi lại đưa ra. Thôi ai Phước? Ai đây? À, đi đi hả? Dùng tên ghế đi. Dạ. Bác gọi ghê. Chú ngồi đi. Bố ngồi xuống. Ngồi. Hài không? Ông đi là em, nhưng mà nhiều tuổi hơn. Lớn hơn 1 tuổi. Ồ, lớn hơn 1 tuổi thôi bác ạ. Trời ơi, lớn hơn 1 tuổi. Chào chị. Quên lắm. Tôi cũng nhận được ta. Nếu mà ba mẹ lên dạ, dạ, dạ. Vâng, bà chính là thăm dạ, mấy cháu. Vâng, bà chính là con chào bác. Vâng, xin cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Thôi, chú lấy nghỉ qua. Qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng,
nhầm lòng
đất mẹ thiên chùa
Thank you.
em trở về thăm Huế yêu ơi. Bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa Thiên Huế, cùng là chị Cương là luôn luôn đồng hành với về bà con khuyết tật ở huyện nhà. Thì qua kết nối của chị Cương về hội khuyết tật tỉnh, thì hôm nay có gia đình của bác Trần Trọng Khoái và anh Tân và chị Hoa và chị Du là về đây trao tặng cho bà con khuyết tật là 50 xuất quà. Mỗi suất là 500 ngàn, là vì bác trừ già yếu rồi là bác cho tiền thôi. Nếu như với tinh thần đó thì bà con vất vả là lụt bào mà tới đây để với tấm lòng của gia đình bác Trần Trọng Khoái, thì tôi không có gì hơn thay mặt là ban chấp hành huyện hội Quảng Điền xin chân thành cảm ơn gia đình bác Trần Trọng Khoái và chúc bác tám tuổi dồi dào sức khỏe để cùng đồng hành với các cháu trong những ngày tháng còn lại, cháu trong hoàn cảnh khó khăn.
là trong các cháu bà đạo của huyện Bảo Điền. Tôi chân thành cảm ơn, xin bà con cho bà đạo. Chúng ta biết không? Dạ. Được mà. Dạ. Xin có vài lời gửi đến tất cả người khuyết tật. Nhờ đây là cái nhân viên nên chỉ trong gia đình á có dịp về đây thăm mấy cháu, chúc cho tất cả được như ý. Vì gia đình có một số ít giúp đỡ cho mấy cháu trong lúc khó khăn. Xin hết lời và cảm ơn ban chấp hành và cùng tất cả đã thiện nguyện làm những cái việc lợi ích cho mọi người có cái bị những cái hoàn cảnh khó khăn. Đến đây thì tôi xin hết lời. Tôi cũng xin thay mặt cho 50 cháu và người khuyết tật trên địa bàn huyện Quảng Điền rất chân thành cảm ơn gia đình của bác Trần Trọng Quái và các con các cháu của bác đã về tại huyện nhà mưa gió bão lũ, nhưng mà cũng rất quan tâm để cho các cháu. Thì không có gì hơn, ban chấp hành huyện hội là xin chân thành cảm ơn gia đình bác. Tôi xin chúc bác là ngoài ra thì chị Kim Cương đấy là về nhiều lần đây này, chị là về rất là nhiều lần giúp cho các cháu, mà khi nào chị cũng nhắc là đến là các cháu mà là ở Quảng Điền mình là bị khuyết tật, để nói tấm lòng chị rất là quý. Chúng đây chị về là để trả cái món quà để cho bà con nhé. Tôi về làm gì đó để chăm sóc các cháu. Chúc mọi người vui vẻ nhé. Thank you.
khô về ba lần nữa rồi về thêm một việc sáng mình cho sai sợ xa thử chứ em nha có ai vậy nói như tôi có niệm Phật hả tôi cũng trái ăn trái ăn chân trái hai tùng kính tùng phước rồi đó dạ thật sự là quả quỷ rồi cứ cứ khi mô cũng nhớ tại Phật khi mô nhớ tại Phật niệm Phật nhà ở vì ở ruột họ lúc nhỏ thì không biết đến lớn thôi cất khi ông có gọi điện cho Hiền mà Hiền đi làm có mất bảy nhưng có luôn rồi dạ thôi con năm mươi nhân phật đi 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 quá quá giờ đừng nghe chút cho bỏ hình nặng đó tôi được gần ba này rồi rồi ok Cảm ơn bà. Dạ. 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 Dạ
được thì các bạn đang có mặt hôm nay. Hôm nay bà con chúng ta có được duyên lành được gặp mặt trong người đồng tật và đến đây để nhận quà từ thiện. Trước hết chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Hòa thượng Thích Trí Hào, tòa chủ chùa Nam Phổ đang có mặt về thăm bà con. Thì chúng tôi cũng xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng kính giới thiệu với bà con bác Trần Trọng Khoái đang có mặt ở Mỹ về. Đặc biệt bác là người đã gần bắt nên nhưng vẫn tìm cách về hồi hương văn thăm và có những dấu ấn rất kỷ niệm đối với hồi hương văn. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu đài gia đình của bác Trần Trọng Khoái cũng đang có mặt hôm nay. Và chúng tôi cũng nhiệt liệt chào mừng quý vị Phật tử thiền tín, quý đạo tràng cùng về thăm hồi và để góp phần trong vấn đề chia sẻ tình nhân ái hôm nay. Đến chiều buổi phỏng vấn hôm nay có ông Nguyễn Công Minh là chủ tịch hội Ngô Huyền, ông Nguyễn Huy Dũng chủ tịch hội khuyến tật huyện Phú Vang đang có mặt hôm nay. Và chúng con cùng năm ban điều hành của hội là trước hết chúng con xin cúng thỉnh cũng thành hòa thượng bác Ngọ Từ đôi lời thăm bà con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ông hội trưởng hội Ngũ Huyền, kính thưa ông hội trưởng hội người khuyết tật huyện Phú Vang, kính thưa tất cả quý vị hội viên hội người mù, kính thưa bác Khoa và đại gia đình của bác. Hôm nay nhân dịp về thăm quê hương của đại gia đình bác Tăng Trọng Khoa pháp danh Trường Thiết, xa quê hương nhưng luôn luôn bác nghĩ về quê hương Phú Vang của chúng ta, bác đã trợ duyên kêu gọi hỗ trợ cho hội chúng ta có một cái vốn để hàng năm đến mùa Tết đến xuân về có món quà tuy đơn sơ nhưng tặng đến cho hội viên để dòm ấm lòng đón Tết hàng năm. Năm nay về giàu tuổi già sức yếu 95-97 tuổi rồi nhưng bác cũng cố gắng về Việt Nam để thăm của quê hương và thăm bà con hội người chúng ta, đó là một vô cùng quý báu. Chúng tôi trước hết chúng tôi xin ghi nhận và tán dương cái tinh thần vì quê hương vì đồng bào Phú Vang chúng tôi chúng ta, và nhân đây tôi xin gửi lời cầu chúc đến tất cả ông hội trưởng hội người mù, ông hội trưởng hội người khuyết tật cũng như tất cả bà con hội viên của hai hội được vạn sự an lành, luôn luôn được bình an sức khỏe. Lời ngỏ từ của ông thăm bà con hội viên, chúng ta tiếp tục là lắng nghe ý kiến của bác Trần Trọng Khoái, người đã luôn nhớ đến hội người mù Phú Vang lúc đó là chưa có khuyết tật, đã tạo mọi điều kiện, tìm mọi cách trắng trợn và có những dấu ấn rất tốt đẹp đối với hội Phú Vang. Chúng con xin cung thỉnh bác cùng đổi lời gửi thăm bà con. Hòa chủ chùa Nam Phổ, kính thưa quý vị thông ban điều hành của hội người mù huyện Phú Vang. Lời đầu tiên của chúng tôi là rất vui vẻ về nhìn ngắm cái phong cảnh như thế này, nhìn thấy cái cơ sở sinh hoạt của
hồi như thế này ai cũng là vui mừng cảm ơn các vị đã đồng tâm nhất trí mà lo cho thì bà con bà nghèo mà chúng ta lo cho người tật nguyện mà có cái nơi sinh hoạt có sinh hoạt có tiền thì chút tí để mà trợ duyên cho người cuộc sống. Chúng tôi xin tạm thẳng công đức của tất cả các vị. Xin cầu nguyện được cho cả vị được yên ổn tốt lành thân thân người làm trong cái cuộc sống và chúng ta cứ cái đai này mà cứ thắng tiếng này chúng ta cho đến một ngày mô đỏ được vui vẻ tốt lành thân thân người làm trên đó thì chúng tôi sẽ lấy được. Nói được theo thì ý kiến của chúng tôi là xin như vậy đó. Mà có mà đấm đạo như thế này thì chúng tôi xin hoan nghênh. Con sau lời phát biểu rất chân tình, rất nhân ái một cô bác đã thăm bà con. Và bà con cũng biết là hôm nay tháp từng theo bác là có vợ chồng anh chị Tân Nhung lần đầu tiên ở hội phục bác và lần này là đi theo bác để về chứng kiến những sự việc làm của bác đã qua. Xin kính mời anh Tân cùng phát biểu đôi lời. Ngày 12 tháng 10 năm 22, chúng con có nhân viên về đây để trao tặng đến những hoàn cảnh có phần khó khăn. Bà con qua người thân là con cháu có gửi 200 giúp cho 12 người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đến, người em dâu của vợ con là Nguyễn Thị Kim Trâm bị bệnh về mắt sau cùng kết quả tốt đẹp. Đến vợ chồng người em là Phong Nhà Kim Trâm và cháu Phong Phú có gửi 350 triệu đô để giúp người khiếm thị là 8.400.000. Vợ chồng con phụ 38 triệu. Như vậy trước sau xin tặng 116 trường hợp khiếm thị đặc biệt khó khăn nhất một phong bì là 400.000 với một loại thức ăn nhẹ. Những vị giúp đỡ người khiếm thị xin nhận thêm một phần thức ăn nhẹ. Trước khi dứt lời, chúng con xin tri ân thượng tòa chùa Nam Phổ đã dành thời giờ quý báu để chứng minh cho buổi lễ. Chúng đặt cho chúng con, chúng em chân thành cảm ơn ban điều hành hội người mù, người khuyết tật huyện Phú Vang và tất cả quý bạn, quý anh chị đã tận tình giúp đỡ và tham dự hôm nay. Anh chị cảm ơn Phong Nhà, Kim Trâm, cháu Phong Phú. Kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường lạc và sự cát tường như ý. Nam mô A Di Đà. Tiếp theo, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Minh, hội trưởng hội mù hiền, thay mặt hội người mù và hội khuyết tật cùng phát biểu với lời đa đạo. Xin trân trọng mời. Chúng con xin kính bạch thầy và kính thưa bác cùng quý anh chị toàn thể trong đại gia đình và kính thưa quý Phật tử đạo tràng của chùa Nam Phù cùng quý vị ân nhân, thì hôm nay chúng có được cái phước báo mà của thầy đại gia đình bác đã tạo điều kiện để về thăm hồi và giúp đỡ tặng quà cho bà con, thì chúng con hết sức xúc động và cũng vui mừng, vì trong những năm qua cũng đã lâu lắm rồi bác là thường xuyên hàng năm là quan tâm đến nội để giúp đỡ cho bà con nhân dịp Tết đến xuân về, luôn luôn có được cái món quà mà của bác đã dành cho chúng con. Chúng con cũng biết tuy thì bác cũng đã lớn rồi, cao tuổi, nhưng mà bằng cái tình yêu thương tình thương đó bà buộc luôn luôn táo dồi cho chúng con là hết sức vui mừng và phấn khởi. Hôm nay chúng con biết bác là cũng đã 95 tuổi, 97 tuổi rồi,
nhưng lần này cũng đã về quê hương thăm và thăm nội chúng con. Chúng con hết sức quý quý và cầu nguyện ơn trên hồng ân tam bảo luôn luôn gia hộ cho thầy và bác cùng toàn thể đại gia đình, tuy ở nơi phương xa nhưng luôn có được sức khỏe, may mắn, cuộc sống mọi điều bình an là điều con mong muốn nhất. Con với vợ chồng con luôn luôn tri ân cái tình cảm của thầy, của bác cũng như đại gia đình. Và hồi chúng con ơi, cùng ai cũng nhắc đến tên bác là ai cũng biết tên bác, luôn luôn ghi nhận tình cảm đó. Nên chúng con chỉ cầu mong bác luôn luôn được sức khỏe, bắt niên gia lão cho chúng con được hiểu những cái phước báo của bác để dành cho hồi chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Xin kính bạch thầy và con xin kính thưa gia đình bạc Trần Trọng Khỏi. Hôm nay con nói riêng và các chị em còn nói chung rất xúc động khi được nghe bạc và anh ấy phát biểu và thầy, và cũng rất xúc động khi được nhận món quà và cũng rất xúc động khi chứng kiến cái buổi món quà hôm nay. Thì con cũng không có gì, con xin chúc gia đình bạc, vậy là con xin kính chúc thầy cùng các quỷ đoàn và các quý vị ân nhân mạnh khỏe, và con hát hết bằng lương tâm của mình bằng bài hát là bài hát dạ mẹ con thì âm dạ hát lên mẹ con thì âm cho con quên cái đề rồi dạ. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, mười hai nguyện lớn sẵn mến mong cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời cứu người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lộ, tay cầm nhánh liễu thân vàng rơi khắp thế gian, tốt tươi mát mẹ mười phương thánh nhàn. Đời con sạn ngời. Ông bác cũng toàn thể là quý vị em nhanh một bài nhạc nữa. Là xin mời em Phạm Trung Thao, em sẽ lên gửi bác cùng quý vị nhân một bài lời mời chào chị. Xin mời anh Thao. Lời đầu tiên cho phép con được gửi đến các cô cùng quyến chị đã trang từ của Chùa Thiên Mộ, đặc biệt là đội ngũ nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt xin gửi tặng cho đồng chí Chủ tịch Hội Nghĩa vụ Quân chúng tại Việt Nam một ngày hạnh phúc vui vẻ để cống hiến cho hội chúng ta cố gắng bao nhiêu. Và xin gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Đức Bằng ca khúc Lời Người Thiên Thiên. Xin được quý vị cùng thưởng thức. Mẹ sinh con ra cũng muốn như bao người, mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao đời? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn bạn bè con. Ô cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được thầy.
rất là nhiều mà hồi cái mùa khi nào cũng thích hại hết. Mình cũng nhắm mắt. Cho nên những cho hạ thì cũng buồn thích. Cho nên có một em, một cháu vừa mới mùa đây, em Đặng Văn An, hạ cái bài và Phật về. Dạ, con lời đầu tiên con kính chúc thầy cùng quý Phật tử ân nhân được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, hạnh phúc. Con xin hát bài Phật về. Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nỗi tình chung sanh. Phật về cho đứng thêm lành, cho thêm nghi cho cành rổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, hám si sân hận không còn chỗ xanh. Phật lại tình dâu đào màu, Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, cúi câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Phật về ai tình dấu đào màu, Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, cúi câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Vâng, cũng có rất nhiều người hát nhưng mà chúng con cũng giảm được mất thời giờ của ông và vị làm nữa. Chúng tôi xin được bắt đầu phát quà. Ba người mới hát. Mọi người đây, chưa đây, chưa đây. Đưa tay cho. Đây đặt nè. Ông không, đảng viên, đảng viên. Đảng viên nhưng phải quan, em phải quan. Cảm ơn với nhận quà. Nha, con cảm ơn ông. Ông có thể dừng lại. Ông có thể dừng lại. Quay phim, đây. Thôi, giữa rồi. Rồi. Tân Phạm, không một bi thôi, một bi thôi. Một bi, một hò người mù về người giúp đỡ. À không, có món. Rồi chị cho mẹ cái qua đây này, bớt đừng lấy cái đây, 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 giúp đỡ. Là hai người. Rồi chị hóa đứa đi. Không, không xin. Rồi, rồi, chơi con phiếu. Rồi, để mình tha, đây. Giờ con lập của ông đây. À hay, con lập đó. Rồi, đây à hay đó. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi cho anh gọi đi luôn nha. Đi cho anh kia luôn đi. Rồi đi. Đi tới đi. Rồi chị qua đưa bán nhà. Rồi cảm ơn mình. Cho có cái tải. Rồi 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 ông phạt thêm vài phần nữa. Đưa thêm ông vài phần, ông phạt thêm vài phần nữa. Mời mời trong lại chuyện cho ông phạt. Bị thơ chưa?
rồi đây. Cảm ơn ông. Rồi. Cảm ơn em. Dạ, đến 10 giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con mình ra đường ngoài đóng lô gì đấy. Dạ vâng, xin cảm ơn. Con mời cậu coi. Em thấy mệt mỏi, em có nói được đâu.